Mấy đứa nhỏ có ăn lá đủ được không chị? Được. Dạ, đắng nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng ăn được hả chị ha? Dạ. Không ăn lấy gì ăn. Có cái gì ăn cái đó chứ. Mấy đứa nhỏ này đâu có biết chê gì đâu. Thấy cái gì ăn cái đó à. Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại Sơn Ngọc đang có mặt ở trên một cái vùng núi rất là xa xôi cả nhà. Sơn Ngọc đến đây thấy có hai đứa trẻ đang làm cái gì đây này cả nhà, rất là kỳ lạ luôn. Hai đứa trẻ ở trên rừng trên núi. Chú chào hai con trai. Hai con đang làm gì đó? Bắt tắc kè hả? Để làm gì con? Để nó ăn chứ cơm. Rồi, con đó mà cũng ăn được nữa hả? Lý do vì sao mình lại bắt về ăn cơm? Không có ăn. Không có gì ăn hả con? Rồi, thấy thương vậy. Ở nhà con ở đâu? Nhà con ở trên kia. Ở trong rừng trong này hả con? Dạ. Rồi, có ba mẹ con trong đó không? Cái gì vậy chị? Có gì với chị? Không có mẹ con à? Có mẹ. À, mẹ là gì hả? Này là hai anh em hả con? Dạ. Rồi hai anh em đi bắt cái con đó về ăn cơm. Ủa chứ gia đình của mình hiện tại là không có gì ăn hả con? Mì tôm. Mì tôm. Hiện tại trong gia đình của con trong đó ở nhiều người không? Dạ 5 người. 5 người luôn. Trời ơi, là hai đứa đang kiếm cái con đó để bắt ăn. Rồi thấy thương vậy. Đây chú cho tiền nè. Bây giờ hai con dẫn chú về nhà được không? Chú cho mỗi đứa 10 nghìn nha. Đây con trai. À, giỏi quá. Hai đứa lễ phép ghê không? Đi từ thôi con, để chú đi theo lạc làm sao? Dạ thưa cả nhà, được hai bé chia sẻ là hai bé đi bắt cái con tắc ké tắc kè gì đó, Sơn Ngọc cũng không rõ nữa. Mà ở trên rừng trên núi này cả nhà. Hai đứa bắt về ăn. Mà được hai bé chia sẻ nữa là nhà không có gì ăn, đi bắt về ăn chung với cơm. Thấy thương cả nhà. Rồi bây giờ hai cháu đang dẫn Sinh Ngọc về nhà. Và sẵn tiện này Sinh Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình. Dạ Sinh Ngọc cũng hy vọng là ông bà cô chú anh chị cùng đồng hành với Sinh Ngọc nhé. Và mình cũng chưa tìm hiểu như thế nào nữa, nhưng mà hai anh em mang một số quà nhu yếu phẩm vào. Nếu như mà gia đình họ khó khăn á, thì Sơn Ngọc xin phép những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm gửi tặng cái món quà này cho họ. Cả nhà mình thấy hiện tại mình đang đi trên cái tuyến đường đường rừng này cả nhà. Vách núi đá nè. Và đây nhìn theo Sơn Ngọc được biết là ôi, cẩn thận ba. Có sao không? Trượt trượt đá hả? Là tại vì cái đường này là nước mưa nó bị xói này cả nhà. Cẩn thận lên ba. Sơn Ngọc nghĩ là Sơn Ngọc cũng đã đến với hoàn cảnh gia đình của hai cháu rồi. Sơn Ngọc thấy có một người chị. Dạ em chào chị. Dạ. Chị đang làm gì đó? Đang nấu ăn hả? Mình đang nấu gì vậy chị? Trời ơi, lại lá đu đủ nữa. Cho em hỏi thăm gia đình mình một tí nha chị. Dạ, chị cho phép em nha. Dạ. Dạ chị ơi. Gia đình của mình là ở đây hả chị? Dạ, ở đây, ở trên núi không à. Dạ. Hai bé trai á là như thế nào với chị? Con của chị 2 đứa. Con của chị hai đứa luôn. Dạ. Dạ. Một đứa là cháu. Dạ, thì em gặp hai bé đang hái đang em xin lỗi là đang bắt cái con gì á, con tắc ké tắc kè gì đó. Con thằng làng á. Dạ em hỏi là hai con bắt về làm gì, nói là bắt về ăn. Dạ. Dạ. Về nước ăn với cơm á. Dạ, rồi hỏi sao bắt con nói gì ăn vậy? Rồi hai bé nói nhà không có gì ăn á. Dạ.
Dạ, thấy thương quá, kêu hai bé dẫn về nhà nè. Dạ. Dạ. Rồi nhà cũng không có gì ăn, mình hái lá đủ mình ăn hả chị? Dạ, có gì ăn đâu. Dạ. Dạ chị ơi. Con có cá khô á, để cho mấy đứa nó ăn, còn cái này để chị ăn. Dạ, cũng có mấy con cá khô. Dạ. Dạ. Gia đình của mình là không có gạo hả chị? Có nhiêu đây hết rồi. Còn bao nhiêu đây là nó là chị rồi. Nấu đủ son cơm này thôi hả? Dạ, hết dạ. Chung rồi. Dạ. Hiện tại chị với lại hai cháu trai và thêm thấy là có một bé gái nữa. Dạ. Và mới nãy nghe hai bé trai chia sẻ là có một người dì của hai bé nữa. Dạ. Dạ. Nghe bé nói là có 5 người dạ. Ở đây. Dạ. Dạ. Chị ơi, cho phép em hỏi là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? 28 tuổi. 28 tuổi rồi. Chị tên gì chị? Tên Mảnh. Mảnh? Dạ. Dạ. Đây là nhà của mình luôn hay là rải của mình? Rải của mình. Dạ. Rải nhà luôn chứ. Rải nhà luôn. Dạ. Chị có nhà ở dưới làng không? Có. Dạ. Mà nhà tét đất. Nhà tét đất hả? Dạ. Là nhà đất hồi xưa đúng không dạ, chị? Dạ. Nhà đất hồi xưa. Dạ. Chứ đâu có nhà xây đâu. Dạ. Đa số là mình ở trên rừng, trên núi này hay là như thế nào chị? Dạ, ở trên rừng, trên núi này còn ít ở làng lắm. Dạ. Là lý do vì sao chị? Ở trên làng đâu có cái gì đâu, đâu có cái gì ăn đâu. Dạ, tức là mình không có công việc làm. Dạ, không có công việc làm nữa. Ở trên núi này ta muốn lượm đào thì mình đi. Ngồi công việc lượm đào ra chị còn làm công việc gì không? Có người ta kêu làm cái gì thì mình làm á. Dạ. Nó là tao nạ giật ở chỗ này. Hỏi người ta nhờ mình làm công việc gì đó là mình cứ làm. Nghĩ dạ. Sao mình làm được là mình làm dạ. Đúng không chị? Dạ. Dạ. Người ta kêu làm cái nào thì mình làm cái đó. Dạ. Ở dưới làng mình không đi làm những công việc mà làm thuê làm mướn cho người ta hả chị? Có chứ, người ta kêu thì mình đi, còn người ta không kêu thì lên rải. Dạ. Ở rải đây của chị có trồng trọt cái gì không? Không, chỉ có điều này thôi. Chỉ có điều thôi? Dạ. Dạ. Tới mùa măng cầu thì có, mà ít lắm. Dạ. Nắng quá, đâu có trái đâu. Dạ. Mùa này là điều mất mùa rồi. Dạ. Ít hạt quá, mình kiếm cũng không bao nhiêu tiền đúng không chị? Dạ. Dạ. Đâu có trái đâu này. Trái dạ. Hết luôn à. Chị hôm ơi, em hỏi thăm tí đâu. Là chồng của mình đâu? Chồng đi làm. Chồng đi làm hả? Chồng chị làm công việc gì vậy chị? Đi làm trên Đà Lạt á. Dạ, à, đi làm xa rồi. Dạ. Dạ. Ủa, anh làm rồi vậy là có gửi tiền về cho mình không? Có. Dạ. Mà có ít à. Không đủ gia đình của mình không có đủ chi tiêu luôn hả chị? Dạ, không có đủ chi tiêu á. Dạ. Mình ở trên rừng, trên núi là thường xuyên, lâu lâu mình mới về làng. Dạ. Dạ, nhà với làng mình cũng khổ hả chị? Nhà khổ lắm, nhà tiếc đất mà. Dạ. Và chị còn ba mẹ không? Mẹ thì còn, mà ba thì mất lâu rồi. Dạ. Mấy chục năm nay rồi. Mẹ của chị ở dưới làng hay ở đâu? Ở dưới làng. Dạ. Mà bà cũng... bệnh, bà bệnh, bà nằm chỗ mà. Bệnh nằm một chỗ nữa. Dạ. Bà bệnh nữa. Gia đình của chị đông anh em không chị? Năm anh em. Năm anh em lần hả? Mà có vợ hết rồi, có vợ đi theo vợ hết rồi. Là chỉ có chị là con gái thôi? Có em nữa, đứa em nữa. Dạ, là gia đình của chị là bao nhiêu gái, bao nhiêu trai? Ba trai, hai gái. Dạ. Là như là coi như là ba anh trai của chị là... Lấy vợ, đi theo vợ rồi. Là nói chung là đi theo vợ rồi, là dạ. Không có lo lắng cho ba mẹ ruột được rồi đúng không? Dạ. Chỉ có hai người con gái thôi. Dạ. Dạ. Hiện tại bà đang ở dưới làng như vậy thì ai lo cho bà ăn uống? Hồi sáng kêu bà chị ấy coi bà giùm. Dạ. Người ta gần nhà kêu người ta cho ăn đồ. Rồi chị với lại em gái lên trên rừng kiếm tiền. Dạ. Dạ. Em thấy chị hình như là mình cũng muốn chuẩn bị đi đâu đúng không? Dạ, đi mốt hoặc đào á. Dạ. Là mình đi lượm mốt lại có nghĩa là mình đang tìm kiếm lại dạ. Những cái hạt đào vụn dạ. Dạ, để kiếm thêm. Tại vì bây giờ là
Đào nó hết mù rồi. Dạ, đào nó hết mù rồi, năm nay đâu có trái đâu. Dạ. Dạ chị ơi, chị ở trên rừng trên núi, căn nhà của mình thảm như thế này rồi, trời mưa thì làm sao? Mưa to quá thì xin chòi người ta ở. Tức là ở nhờ chòi người ta hả? Dạ. Ở nhờ chòi người ta. Dạ. Không trong... có mưa thì mấy đứa nhỏ nằm ở đây. Trong căn chòi này thì bao nhiêu người ở trong căn chòi này chị? 5 người. 5 người, ví dụ như là chị. Với lại hai đứa con, một đứa cháu, lại đứa em nữa. Là hai bé trai này. Dạ. Với lại bé gái nằm kia. Mấy bé có đi học không chị? Có một đứa, đứa nữa không có học. Dạ. Đứa nhỏ này học, đứa này không học. Bé trai áo đen không đi học? Dạ không. Bé áo đỏ là đi học? Dạ. Bé gái đi học? Dạ. Dạ. Rồi cái chỗ ngủ mà như thế này nằm đau lưng thì sao? Dạ cũng đau chứ, biết làm sao nữa. Dạ. Em thấy chị ngồi không đã muốn hết cái chỗ ngủ rồi. Phải có tiền mình mua một mấy cái tâm rồi mình chê cho mấy đứa nhỏ nó ở chứ. Dạ. Này là trời mưa chắc ngủ không được rồi đúng không chị? Không, ngủ không được đâu. Trời nắng mới ở được, mưa đâu có ở được đâu. Dạ. Trời mưa to thì xin chòi người ta ấy ở chứ. Dạ. Hồi tối tụi con ngủ như thế nào, có thể nằm cho chú xem được không? Đây, tất giật lạc đấy. Đây, ở đây này. Đâu, con trai ơi, con mà tối ước. Con ngủ sao đâu, con nằm cho chú xem nào. Đây, tất giật lạc. Hai đứa nữa. Rất là giỏi cả nhà, lễ phép cực kỳ luôn. Hồi con gái con nằm gì mà thẳng đơ vậy? Con trai nằm sao? Rồi con trai con nằm sao đâu, đó vậy hả? Rồi chị nằm sao? Chị lấy giọng này chị cục. Chị nằm bóng hả? Rồi nhà này nằm với chị. Trời mưa là chạy đi ở dạ, nhà xin người, người ta ở. Dạ. Nằm dễ ở lăn rớt xuống này sao? Tối rồi con ở trên rừng núi này có sợ không? Không sợ. Không sợ hả? Lý do là sao không sợ? Đã lạnh. Quen rồi. Quen rồi. Tối ngủ có đau lưng không? Đây đấy. Đau lưng hả? Tụi con thích ngủ nệm không? Thích hả? Chị ơi, thì em là người ở xa đến, em tìm hiểu những cái hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Nếu như có thể thì em giúp đỡ cho gia đình của mình. Dạ. Dạ. Nhưng mà em xin phép em hỏi chị cái này, chị có thể là chia sẻ thật với em nha. Dạ. Dạ. Tại vì nếu như mà không có đúng sự thật á, thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Dạ. Dạ. Thì nãy giờ qua câu chuyện em hỏi thăm gia đình của mình á, thì chị có chia sẻ thật không? Thật. Dạ, có đúng vậy không chị? Dạ, đúng chứ. Dạ. Thật lòng. Dạ, nếu như mà có sai thì thật, cái điều đó là chị phải chịu trách nhiệm nha. Dạ. Dạ, em là người xa tới, em chỉ hỏi thăm thôi, em dạ. Tìm hiểu thôi. Dạ. Nếu như sự thật như vậy thì gia đình của mình rất là khó khăn. Dạ. Dạ, tại vì ở trên rừng, trên núi thiếu thốn đồ ăn, mấy đứa nhỏ phải đi bắt cái con gì dạ. Đó để mà có thịt ăn đó đúng không? Dạ. Tụi con có thèm thịt không? Có hả? Ôi, nghe mấy bé nói thấy thương không? Lệ phép nữa chứ. Rồi lý do sao bé trai áo đen lại không đi học hả chị? Nhà không có điều kiện nha. Dạ. Nó nói dành cho, để cho em nó đi học đây. Dạ. Là nhường cho em đi học. Dạ. Con trai con tên gì? Ước. Ước hả? Con gái con tên gì? Con gái con của chị luôn hay là con của em chị? Con của em chị. Dạ là cháu ha. Dạ. Con gái con tên gì? Thính. Hả? Đó. Tên gì? Thính. Thính hả? Ước Thính. Rồi con tên gì? Đó mày hả? Nghiện. Nghiện. À, cái gì nghiện? Nghiện. Con họ tên gì? Trâm Lý. À Trâm Lý. Trâm Lý thì nghiện hả? Phải không? Trâm Lý nghiện. Có thị không? Không ha. Con mà thị là y như em gái luôn á. Sao cái răng con nó kỳ vậy? Hả? Con không đi nhổ à? Răng của bé bị gì vậy chị nhỉ? Không biết nữa. Rồi như vậy thì sau này bé lớn rồi sao? Con nghe răng cho chú xem nè. Tức là cái răng cũ của con là nó chưa kịp gãy nữa, nhưng mà nó đã mọc ra răng mới rồi đúng không?
Mà đang cũ nó cũng đang đen đi rồi đó. Đang hư đi rồi đó. Con có muốn đi xử lý cái răng đó không? À, để cái răng kia mọc ra cho kịp để đẹp trai chứ. Chứ mọc vậy kỳ quá ha. Đây con nghe ra chú nhìn rõ nè. Đấy, sao cả nhà mình xem rõ. Tại vì cái răng cũ của bé chưa có kịp mà. Tạm biệt lời á, thì cái răng mới đã nhô ra rồi. Dạ, như thế này rồi sau này lớn hàm răng của bé nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Dạ tại không có ai kêu làm đồ rồi làm cỏ trên rẫy luôn rồi. Dạ, ý là mình làm cỏ để cho mấy cái cây của mình nó phát triển lên dạ, đúng không? Dạ. Dạ. Ở rừng ở rẫy này mình không có trồng trọt những cái cây ăn trái hả chị? Nắng quá nó không có ấy nữa. Dạ, nắng quá nó không có lên nổi hả chị? Dạ. Dạ. Thật đó. Em chào chị. Rồi, chị đang phát cây ngồi nắng rồi cả nhà. Ôi, ở đây em thấy chị có trồng mấy cái cây thơm hay cây khóm gì đây nè. Thơm. Cây thơm. Dạ. Rồi bây giờ mình phát á, cho cái cây thơm nó phát triển. À, nếu như cây dại mọc xung quanh nhiều quá thì cây thơm nó không phát triển. Ở đây đá nó nhiều ha chị ha. Dạ. Đá nhiều quá mình trồng trọt cũng khó nè. Đá nhiều hơn đất nữa cả nhà. Giờ này mình chưa về nghỉ ngơi hả chị? Chút nữa đói bụng mới về. Dạ. Chị ơi, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 mấy. Chị sinh năm bao nhiêu? Sinh 2000. 2000 hả? Vậy là chị 24 tuổi rồi. Đang đi làm mướn ở trên rừng dưới núi hả chị? Dạ. Rồi, mấy đứa nhỏ đang ở ngoài kia chơi. Hai chị em ở trên rừng dưới núi này đi làm công việc ở rừng. Công việc của bà con ở trên núi cả nhà. Đi phát từng cái cây. Dọn đẩy. Cái khô này mình mua với làng đó hả chị? Dạ. Dạ, mua về mình mang lên trên núi mình để dành mình ăn. Dạ. Dạ. Cá khô chị mua mắc tiền không? Mắc chứ. Dạ, như ba con cá khô thì bao nhiêu tiền? Hồi nãy em gửi cho người ta mua sao á. Dạ, mua được bao nhiêu con cá khô? Được 5 con. Được 5 con bao nhiêu tiền chị? Tiền 10 ngàn. 5 con 10 nghìn. Dạ. Dạ. Rồi nướng ăn cơm. À, bây giờ là anh ba của em á nướng cho gia đình của mình một ít lạp xưởng để cho gia đình của mình thưởng thức nha. Đó. Chị biết lạp xưởng là gì không? Đấy như được cái này. Xúc xích các bạn. Xúc xích à? Cái này. Không có xúc xích. Cái này mình. Không phải là. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi. Xúc xích. Xúc xích. Xúc xích. Đó mẹ có tiếng không rồi. Hai chị biết lạp xưởng là gì không? Biết. Không hả? Hai chị em gái ở trên rừng trên núi thế này rồi có sợ không? Có sợ người lạ không? Không. À, nhưng bữa nay hai anh em đến rồi hai chị em có sợ không? Lại sợ chứ. Lại sợ hả? Lý do vì sao mình lại sợ vậy chị? Sợ hồi giờ đâu có thấy ai xuống rạng vậy đâu. Dạ. Rồi hai chị đã gặp trường hợp người xấu trêu chọc chưa? Có. Dạ, lúc trước á là người ta trêu ghẹo mình như thế nào hả chị? Kiểu như người ta thấy mình ở chòi một mình á, người ta đi bắt chim bắt đồ á. Dạ. Người ta chỉ chọc vậy thôi. Dạ. Chứ người ta đâu có dám làm gì mình đâu. Tại ở trên chòi người ta cũng nhiều lắm. Dạ. Là người ta đi rừng, người ta bẫy chim mấy đồ ha. Dạ, người ta chỉ chọc giận giận vậy thôi, chứ người ta không có ấy, không dạ. Có dám làm gì mình đâu. À, thấy mình gái ở rừng rồi vậy rồi, chơi dạ, chọc. Dạ. Dạ.
Rồi mình sợ cũng chứ. Sợ. Chị ơi, trong cái son này chị luộc cái lá gì chung với lại lá đu đủ vậy chị? Không có biết tên lá này đâu. Không biết tên lá hả? Rồi dạ. Có ăn được không? Dạ ăn được. Ăn được luôn hả? Dạ. Em nhìn thấy cái lá đó nó khô quá ha. Dạ. Cả nhà mình xem ba Sơn Ngọc đang nướng lạp xưởng cả nhà. Chạy mỡ rất là ngon luôn. Sao con gái cắn xả là ăn vậy? À, không ăn cơm mà ăn xả vậy? Con gái? Đói bụng quá hả? Có không? Có đói bụng không? Chị nè. Dạ, gia đình của mình ăn đi, em ăn lỡ đâu hết của gia đình mình lấy gì ăn nữa. Cơm nhiều mà. Cơm nhiều hả? Có nhiều không? Em thấy ít à. Em ăn hết luôn á, nhiều đó sao đủ không ăn? Bó cho ba đứa nhỏ hết rồi. Ăn chung. Cái son cơm mà bó cho ba đứa nhỏ đã thấy hết rồi. Hai chị gái hiếu khách cả nhà. Ăn mà ăn. Dạ, dạ chị ăn đi. Mấy đứa nhỏ có ăn lá đủ được không chị? Được. Dạ, đắng nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng ăn được hả chị ha? Dạ. Không ăn lấy gì ăn. Rồi, nói câu thương không? Không ăn lấy gì ăn. Có cái gì ăn cái đó chứ. Dạ. Mấy đứa nhỏ này đâu có biết chê gì đâu. Thấy cái gì ăn cái đó hả? Khổ quá, đói thì cái gì mình ăn được mình ăn. Dạ. Dạ. Ăn rót bụng là được rồi. Vậy chứ hồi sáng nó đi bắt con thằng lặng để nó nướng ăn với cơm á. Dạ. Rồi sáng giờ có bắt được con nào chưa hai đứa? Hả? Chưa. Chưa hả? Chưa bắt được con nào luôn, cái thái chú luôn đúng không? Đây chị, lạp xưởng này gia đình của mình ăn thử nha. Dạ. Dạ, mình ăn lấy thảo nha chị. Dạ. Cảm ơn chứ. Dạ, chị ăn đi. Chị, lấy thử ăn đi rồi cho em cái cảm nhận. Đâu lạp lấy gì? Đâu lấy. Còn nữa anh ba em đang nướng á chị à? Hết bữa thang nướng thôi. Mọi người nè. Ngon chưa? Ngon à? Dạ. Có vị như sao chị? Ý là nó có vị như sao á? Ngon, không biết nói sao luôn. Ngọt mặn gì không? Ngọt. Ngọt hơi ha? Ngọt ngọt á. Thơm không? Ngon chưa? Thơm hơi bé bé. Cái này ăn với lá đủ em nghĩ chắc ngon nha. Dạ. Cái này mấy đứa nhỏ là chị luộc. Bỏ vô son, bỏ luộc dạ. Nước á, bỏ nước vô luộc vô. Dạ. Cái này nó hả? Mềm à, nó mềm hơn nít dễ ăn. Dạ. Dạ như hai chị em á thì có thể là mình nướng như thế này mình ăn hoặc là mình chiên. Nướng thì dạ. Còn đối với lại ba cháu á thì mình luộc. Dạ. Mình luộc. Bây giờ thì chưa nó mềm. Có chưa có ăn sao mà biết. Dạ. Mình luộc hay là mình nướng hay là mình chiên gì đó mình cũng đừng có nêm nếm mắm muối đường bột ngọt nha chị. Dạ. Dạ tức là mình cứ nướng lên như vậy là ăn được rồi. Tại vì chị cũng vừa mới ăn á, chị cảm nhận là nó cũng đã vừa dạ. Đúng không? Vừa dạ. Luôn rồi. Cái gia vị nó vừa rồi dạ. Cho nên là mình đừng có nêm nếm gì thêm. Dạ. Vừa rồi. Chị ăn nhiều nhiều vô nha chị, có suất đi làm. No rồi hả? Anh ba em nướng lạp xưởng ăn thêm. No rồi. Lại, anh có sức đi làm chưa? Con phùi hay bệnh nhân bất lại đó. Dạ, nhường cho mấy bé ăn hả? Còn nhiều mà. Còn nhiều lắm. Ăn đi chị. Đi ăn đi. Chiều mấy đứa nhỏ ăn. Dạ thưa cả nhà thì mấy chị cũng đã ăn xong rồi và bắt đầu cái công việc của hai chị là đi nhặt hạt điều. Mình bư những cái lá ủ ra thì mình sẽ thấy được những cái hạt điều nó len lỏi ở dưới.
Chị bư vậy sao chị thấy hay vậy trời? Dạ. Có khi nào mình bơi bơi giờ mình thấy con rắn không chị? Có chứ. Trời ơi. Hồi sáng mới đánh một con à. Vậy hả? Dạ. Rắn bự không? Rắn nhỏ à. Dạ. Mất hồn không chị? Mất hồn luôn chứ, rắn đó mà nó cắn một cái là chết luôn á. Dạ, vậy hả chị? Có khi nào mà chị bơi bơi về chị đã từng mà rắn cắn chưa chị? Chưa. Chưa hả? Dạ. Dạ. Ở khu vực này á, chị ở trên rừng trên núi cũng lâu rồi đúng không? Dạ, lâu rồi. Dạ, khoảng cỡ mười mấy năm chưa? Từ làm rẫy nữa nãy. Dạ? Từ làm rẫy này. Từ làm rẫy hả? Dạ. Hay là từ nhỏ rồi? Từ làm rẫy này chắc mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả? Rồi chị đã từng thấy cọp beo rồi chưa chị? Chưa. Dạ. Rắn thì thấy. Chị đã từng thấy rắn to chưa? Thấy. To to cỡ nào chị? To bằng tay chị nữa này. Gì ghê vậy? Ngay suối này nãy, lúc mới làm rẫy này nãy. Dạ. Đang bự bự không à? Dạ. Em nghĩ chắc mấy con rắn đó nó cũng cắn nhẹ à. Ừ chắc chết luôn chứ. Không nhẹ à chị à. Nặng là nặng cho mấy người khiêng á. Đúng không chị? Khom khom đi bơi như thế này cũng đau lưng lắm ha. Dạ. Ở nhà mình xem anh ba Sinh Học cũng đang trải nghiệm tìm hạt điều. Có gì chia nha anh ba. Có gì chia nha. Mỗi người hai hột ha. Anh kiếm phải có 10 kg, mỗi người 5 kg thì mặt may nó có tiền đổ xăng ăn uống rồi chứ. Chứ anh kiếm giờ này mà có 4 hột rồi thì tiền đâu ra. Kiếm nãy giờ mười mấy phút rồi mà có 4 hột à. Em của chị gái cũng đang kiếm ở đây. Rồi chị gái kiếm cả hũ rồi kìa anh ba à. Chị gái kiếm cả hũ rồi kìa mà anh ba mới kiếm 4 hột mà. Dạ thưa cả nhà, bây giờ Sơn Ngọc nhờ hai chị gái đi về để mà Sơn Ngọc gửi tặng những cái món quà yêu thương của những bà cô chú anh chị nhà hảo tâm, gửi cho gia đình của chị có cái ăn cả nhà. Riêng cả gia đình 5 người mà sống ở trên rừng trên núi này cả nhà. Ở trong căn nhà rất là thương, che được tấm bạc với lại mấy tấm tôn cũ ở trên, và một cái giường sử dụng mấy cái cây rừng, nằm rất là đau rừng luôn. Mệt không chị? Mệt chứ. Mệt chứ hả? Hiện tại thì anh ba Sơn Ngọc sẽ ráp cho gia đình của chị gái một bóng đèn năng lượng mặt trời để cho gia đình của chị sử dụng vào buổi tối để mà dễ sinh hoạt hơn cả nhà. Dạ. Đúng. Dạ, đó là đèn á chị. Đèn hả? Dạ. Em thấy là gia đình của mình cũng không có đèn để mà sử dụng á. Dạ. Dạ. Tối mình có sử dụng đèn không chị? Không. Chậm lửa mà. Dạ, là chùm lửa để mà mình có cái ánh sáng mình sinh hoạt thôi hả? Dạ. Rồi sao mà mình thấy đường được? Thấy chứ, chậm lửa mà. Dạ. Đêm nào mình cũng chùm lửa như vậy đó hả? Dạ. Dạ. Dạ mưa sao chị chậm? À, mưa chậm trong nhà, trong chòi. Chậm trong chòi là chỗ đâu ngủ? Nóng sao mình ngủ được? Được chứ, ven rồi. Dạ. Đúng rồi ha, rồi trời mưa sao mình chậm được? Thì thôi hôm nay á, là em có một cái đèn năng lượng mặt trời. Dạ. Em ráp cho gia đình của mình luôn ha. Dạ. Dạ. Đèn này sáng lắm, tối mình mở lên sáng lắm chị ạ. À. Dạ. Dạ. À, đèn này á, thì mình sử dụng nhờ vào ánh nắng mặt trời á chị. Dạ. Ừ. Nắng nhiều á, thì nó hấp thụ dự trữ bên nhiều thì nó sẽ sáng. Dạ. Chị,
Anh em cũng đã ráp cho đình của mình là cái đèn năng lượng mặt trời rồi á, thì em sẽ hướng dẫn cho chị nha cách để mở. Dạ. Đây, đèn ở phía sau chị đây nè, là nút đây là nút mở này chị. Dạ. Nút đây là nút tắt nha. Bây giờ dạ. Em mở cho chị xem nè. Ui, đó đây để mẹ đi mẹ nút đây. Chị thấy sáng không? Dạ thấy. Ban ngày mà sáng cỡ đó ha. Ban đêm mà sáng rồi, rồi nhé. Ban đêm sáng nguyên khu này luôn, sáng luôn cái nhà mình luôn. Dạ. Dạ. Mừng chưa. À, tối mình sợ ma, có cái đèn này á, là ma sợ lại cái đèn này luôn á. Là nút đây là nút tắt nha chị. Dạ. Dạ, nút đây nút mở, nút đây nút tắt. À, đây em tắt này chị, xem nè. Đó. Thấy hay không? Rõ đấy nhé. Mình chỉ cần cái này thôi là mình sử dụng được rồi. Dạ. Dạ, tức là ở trong cái phần này á, là nó có hai trái pin. Dạ. Khi mà chị không còn mở và tắt được nữa thì dạ. Chị xuống dưới làng chị mua hai trái pin chị ráp vào. Dạ. Y như trong này nha, rồi mình sử dụng nha chị. Dạ. Dạ, đây em trao chị nè, rồi chị mở chị tắt cho em xem thử. Dạ, đi. Cái này rồi. Dạ. Mở là cái đó chị. Đấy. Dạ, rồi bây giờ chị tắt đi. Đấy. Rõ đây. Hay không? Dạ. Chị biết chưa? Biết rồi. Nhớ không? Cái đó đừng dạ. Cho nước mưa vô nha. Dạ. Chị cất kỹ vô nha. Dạ, bỏ dạ. Bị lúc là nó hư đó. Bỏ vô bị chứ. Dạ. Dạ em Ngọc xin phép chị ATM, em xin phép chị em gửi một cái phần quà của chị gửi cho gia đình của hai chị gái. Dạ, đây là phần quà và đèn của một người chị. Dạ. Chị có tên là ATM. Dạ. Nha, chị muốn gửi cho gia đình của hai chị nè. Dạ. Dạ, em gửi cho gia đình của mình là một thùng mì tôm nha. Dạ. Dạ. Và một chai nước mắm. Và một chai nước tương. Dạ. Dạ. Và một chai dầu chiên. Và một ký đường. Và hai bọc muối. Cái này rồi. Dạ. Và một bọc bột ngọt. Ba bọc muối luôn hả? Dạ. Dạ. Và đây là một ký cá khô nha chị. Dạ. Dạ. Cá khô lạc muối. Dạ. Dạ, mình nướng ăn nó ngon lắm. Dạ. Và đây là lạp xưởng, mới nãy là anh ba em có đã nướng cho gia đình của mình ăn rồi đó. Dạ. Dạ, đây là một ký lạp xưởng của một người chị giấu tên. Dạ. Dạ, chị tặng gia đình của mình nha. Và đây là gạo. Gửi gia đình của mình 10 ký gạo nha chị. Dạ. Dạ. Dạ, gia đình của mình có vui không? Vui chứ. Dạ, chị có muốn gửi đôi lời nào đến với chị ATM không ạ? Và chị xin giấu tên. Không biết nói sao nữa. Cảm ơn á. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị giấu tên. Và chị ATM. Và chị ATM. Dạ. Rất cảm ơn luôn. Dạ. Không biết nói sao nữa. Hôm nay thì em chỉ có mang đôi chút đồ ăn thôi. Dạ. Và nếu như có đợt sau á, thì em có duyên với gia đình của mình và em có thể thì em sẽ quay trở lại đây một lần nữa để em hỗ trợ gia đình của mình. Dạ. Nhiều nhiều hơn nữa nha. Dạ. Dạ. Có thể đợt sau em sẽ quay trở lại đây, em gửi tặng cho gia đình của mình một số bạc. Dạ. Để cho gia đình của mình che lại cái căn nhà này. Dạ. Dạ. Và nếu như mà tốt hơn nữa thì làm gia đình của mình một cái căn nhà nó ấm cúng hơn để dạ. Cho các con ở. Dạ. Dạ. Em không dám hứa trước đâu nha chị. Dạ. Dạ. Em cái này là em chia sẻ đến với chị là nếu như có thể thôi. Dạ. Dạ. Còn bạc để mà che tạm bợ lại á thì chắc chắn rằng là điều đó em sẽ quay trở lại đây em gửi cho gia đình của mình. Dạ. Dạ. Và một lần nữa em sẽ học xin phép thay lời gia đình của hai chị gái, em cảm ơn chị ATM và chị giấu tên. Em xin phép em chúc hai chị và gia đình của hai chị luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ, và em cũng xin phép em chào hai chị nha. Dạ. Dạ, em đi về ạ. Dạ. Dạ. Bye bye. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Dạ.